vạch cất lên, không có tiếng vạch cất lên. Bây giờ thì ông sao bây giờ? Và phản đối của trong chút thời gian kiểm soát bóng, thời gian từ Hà Lan, đến từ Hà Lan trong hiệp 2 này, trong hiệp 2 này. Vâng lên của vâng lên của Koulibaly. Đường chuyền của Beck Huy, chuyền của Beck Huy quá sâu, quá sâu. Tình đạo trẻ vào sân. Đó là Bombardier, Bombardier. Chúng ta đang được xem lại, chúng ta đang được xem lại nguy hiểm. Mặt lý thuyết sẽ có đối thủ thế hơn Hà Lan, rất khó để đánh bại được đội tuyển Đức qua bóng đấu này, ở bảng đấu này. Đó lại với World Cup lần này thực sự họ vẫn chưa họ. Và thực tế thì trong đội thế thì trong đội không có được, không có được nhất xem là nhà làm trong này, đó là Frankie, đó là Frankie De Jong. Chấn thương nữa đến từ các thủ Senegal đã khiến cho anh nằm xuống sân. Koulibaly đi bóng tốc độ kỹ thuật đến từ Memphis Depay. Rất trống trải. Như vậy trọng tài tăng và che khuất tầm nhìn của thủ môn Norbert Degan ở tình huống vừa rồi, nhưng có thể thấy là Andreas Norbert đang chơi sau một pha xử lý rất bất ngờ dứt điểm vào góc gần của cầu thủ Senegal. Ngoài Norbert, Masvier hôm nay cũng đã 39 tuổi. Gần như đó là những cái tên. Như vậy là bên phía Senegal, tiền đạo trẻ lần đầu tiên xuất hiện tại Darien đã được tung vào sân. Và đội bóng quá. Jackson không được, vừa rồi là của Bombardier. Pha lên ứng và khả năng phòng ngự của Senegal phải rất nhanh, rất đẳng cấp. Ông kính truyền hình vừa rồi cho thấy là chỉ có Senegal. Quả đá phạt của Gakpo từ phía cầu thủ Hà Lan, đường chuyền của Dani Blind. Đây thực sự là một màn đấu trí giữa hai huấn luyện viên, cũng là một màn hiểm của Irisu Wei. Trận đấu đang bước sang phút thứ 78 rồi, tỷ số vẫn là thấy bất lực trong cái cách mà hàng phòng ngự của Matthijs de Ligt. Weye Savali ống để dứt điểm, đánh đâu không được. Nathan Ake hoàn toàn không hề có những tình huống tranh chấp. Vượt tuyến của Nathan Ake không dễ dàng. Thực sự là chúng ta đang được nhìn thấy một Senegal. Memphis Depay được chuyện, lưới của đội tuyển, rất kỹ thuật của Frankie De Jong và Gakpo. Mai của bóng đá Hà Lan đã thể hiện được tố chất mình trong trận đấu này. Quốc gia Hà Lan của Cody Gakpo và lần đầu tiên đường của Gakpo. Edward Mendy thì đã băng đưa trái bóng vào khung thành đã bỏ trống. 1-0 cho đội tuyển Hà Lan dành cho cơn lốc màu da cam. Bây giờ thì có lẽ là Senegal sẽ phải cú đá khá nguy hiểm. Còn nhiều thời gian và bây giờ chắc chắn là Senegal sẽ phải dồn toàn lực lên tấn công. Đúng là trong một thế trận mà chúng ta không nghĩ rằng Hà Lan sẽ có một bàn. Cody Gakpo là nhân tố mà chúng ta xem lại đánh đầu vào lưới trống chỉ nhanh hơn Edward Mendy một nhịp. Rất khó cho Senegal. Về trọng tài xác định đó là tình huống. Chúng ta vừa thấy gương mặt của Xavi Simon. Còn phải tính toán việc không phải đối đầu với nhiều khách ở bảng B này, họ sẽ có được. Memphis Depay không được, đã quá đơn giản, quá nhẹ nhưng vẫn có Jakam, và đó là Klaassen. Đội tuyển Hà Lan và rất có thể sẽ là bàn ấn định chiến thắng. Cho thấy pha phát bóng lên phần sân nhà của thủ môn Norbert dứt điểm.
và chính cầu thủ này đã di chuyển rất nhanh xuống để thực hiện cú đá bồi. Vậy không có gì nguy hiểm nhưng bóng đã bật ra. Phải nhìn nhận là Senegal đã chơi khá tốt, 7 trong số 32 đội tham dự World Cup lần này về số tiền. Senegal đã kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho đội tuyển Hà Lan ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Hơi đáng tiếc cho thầy trò Alou Cisse trong hiệp 1 của trận đấu. Nhưng chúc mừng thầy trò viên Louis van Gaal với chiến thắng không dễ dàng.